bán nước làm dầu. Trời ơi, mấy tháng rồi mà trời chả có hạt mưa nào cả. Ao hồ cạn hết cả nước, cái giếng nhà tôi chả còn một giọt nào hết. Chỉ sướng mỗi nhà hai tầng thôi, ngồi không mỗi ngày cũng được một mớ tiền. Biết làm thế nào được, cả cái làng này có mỗi cái giếng nhà nó là có nước. Cái thằng này, nó cứ bán nước thế này thì mang tiếng chết. Dân làng người ta sẽ cười vào mặt mình mất thôi. Này Tân, con đừng làm như thế nữa. Đừng bán nước để giữ tình làng nghĩa xóm chứ. Ôi dào, bà cứ kệ con, phải tranh thủ chứ. Tích tiểu thành đại, một ngày cái giếng cũng giúp con thu được 100.000. Mày cứ sống như thế thì còn mặt mũi nào mà nhìn mặt làng xóm nữa chứ. Bà lạc hậu quá, chẳng thích thời gì cả. Thật là chưa bao giờ tiền lại đến dễ dàng với mình như thế. Mong sao trời cứ nắng mãi thế này đi. Bán cho tao xô nước. Kìa ba, giếng nước này là của nhà mà. Ba thích dùng bao nhiêu thì dùng, sao lại mua bán ở đây? Chừng nào mày vẫn còn bán nước cho dân làng thì tao còn mua. Ôi dào, là chuyện ba không muốn con bán nước nữa, để giữ tình làng nghĩa xóm chứ gì. Chứ còn gì nữa, tao không còn dám phát mặt ra đường nhìn bà con làng xóm nữa. Ba ơi, con đã nói rồi mà, sao ba không chịu hiểu nhỉ? Bây giờ ai trả phụ lợi cho mình? Đây là lộc trời cho con, không làm vậy thì người khác cũng làm thôi. Mà ba muốn mua nước để đỡ xấu hổ với bà con làng xóm thì con cũng đành chịu. Chuyện của con, ba đừng can thiệp. Mày Ôi làng nước ơi, cháy, cứu tôi với, cứu với. Bà con ơi, nhà hai Tân bị cháy, sang giúp một tay đi. Ôi, chỉ còn mấy xô nước làm sao mà đủ dập lửa. Thì cứ chạy sang, mỗi người một chân một tay, bơm nước giếng nhà hắn lên. Chết rồi, nước giếng yếu quá, cạn rồi, không bơm lên được nữa rồi, sao thế nhỉ? Đúng rồi, do ban ngày dùng nhiều nước quá giếng cạn rồi, mạch nước không ra kịp. Khổ thân nhà hai Tân, đêm qua cháy sạch hết rồi. Kể cũng tội nghiệp, trong chốc lát ra trò hết. Này Hai Tân, nhà tôi có cái giường cũ không dùng đến, trong lúc này cứ dùng tạm nhé. Đây là những đồ đạc thường dùng hàng ngày, nó cũ một chút nhưng dùng tạm nhé, rồi khó khăn cũng qua thôi. Thôi, đó là cái hạn đó, mà ngày mai chúng tôi sẽ sang giúp dựng lại ngôi nhà mới nhé. Cảm ơn bà con cô bác. Tôi thật có lỗi, xin bà con bỏ qua cho tôi nhé. Từ nay tôi không bán nước nữa, bà con cứ xách về dùng. Bây giờ tôi đã thấm thía, không có gì bằng tình làng nghĩa xóm. Tôi thật hẹp hòi và ích kỷ. Truyền thuyết Hoa Đỗ Quyên. Ngày xưa, ngày xưa, ở một khu làng nhỏ trong núi, có đôi vợ chồng trẻ rất yêu thương nhau. Vừa mới vào hạ, theo như lời thầy pháp mách thì loài hoa đỏ trên đỉnh Vân Nam chắc cũng sắp nở rồi.
Mình đi bây giờ sẽ vừa kịp lúc hái hoa về cho vợ. Với loại hoa này chắc chắn vợ mình sẽ sớm sinh được quý tử thôi. Chả nhẽ lời của lão phú hộ là sự thật. Đã 3 tuần trăng rồi mà sao chồng mình vẫn chưa về. Mình phải đi tìm anh ấy mới được. Mình ơi, Mình ơi. Giờ này anh ấy đang ở đâu? Người vợ quyết tâm đi tìm chồng. Thế nhưng càng đi vào thì rừng càng sâu hun hút, mà bóng dáng người chồng mãi chẳng thấy đâu. Đến khi sức cùng lực kiệt, cô thiếp đi bên tảng đá trong rừng và chẳng thể tỉnh lại nữa. Con gái của ta, sao con lại chết lẻ trở thành oan hồn phức vưởng giữa rừng sâu thế này? Con đi tìm chồng của con, chả hay người có biết chồng của con đang ở đâu không? Trong suốt 10 dặm quanh ngọn núi của ta, ta chẳng nhìn thấy bóng dáng ai hay ngôi nhà nào cả. Con đã đi tìm chồng suốt chặng đường xa đến như vậy hay sao? Vậy mà con vẫn chưa thấy chồng của mình đâu cả. Hay có khi anh ấy đã bỏ mạng ở vực sâu hun hút nào rồi? Con đừng quá đau lòng. Biết đâu chồng con cũng đang đâu đó đi tìm con thì sao? Nếu chồng con cũng đang đi tìm con thì chi bằng con hãy đợi ở đây đi. Nhưng giờ vợ chồng con âm dương cách biệt, con sợ chồng con không thể thấy được con nữa. Ta sẽ giúp con hóa thành một loài hoa ở đây, để nếu chồng con có tìm đến cũng sẽ nhận ra con. Ta đặt tên cho loài hoa này là hoa đổ, có nghĩa là đợi. Hy vọng rằng có ngày con sẽ hội ngộ cùng chồng mình. Vợ ơi, mình đâu rồi? Mình đi cũng đã lâu. Chẳng nhẽ cô ấy vào rừng tìm mình ư? Mình ơi, mình ơi. Ngày qua ngày, anh len lỏi trong rừng tìm vợ, cho đến một ngày. Một mình trong rừng đi tìm vợ, đến khi sức cùng lực kiệt, cũng là lúc anh đến được tảng đá ngày xưa vợ mình đã dựa vào đó. Không hiểu sao khi nhìn xác hoa này ta lại đau lòng đến vậy. Con chính là người chồng mà người phụ nữ ngày nào đã lặn lội vào rừng sâu tìm kiếm đây ư? Ngài thấy vợ con ư? Cô ấy đâu rồi ạ? Cô ấy đã một mình len lỏi trong rừng thiên nước độc không biết bao nhiêu ngày tháng để tìm con. Nhưng giờ thì cô ấy đã có thể an nhàn hơn rồi. Cô ấy vẫn ở đó đợi con đấy. Tấm lòng của vợ chồng con thật khiến ta cảm động. Nhưng tiếc rằng vợ con cô ấy đã không còn nữa. Còn con thì cũng không thể cứ làm linh hồn vất vưởng với nỗi đau trong lòng lớn như vậy được. Ta sẽ giúp con hóa thành loài chim quyên, hay có nghĩa là quên, để quên đi được con đường đau khổ mà hai vợ chồng con đã phải trải qua. Nhờ thần núi động lòng, người chồng đã được hóa thành chim quyên. Nhưng chú chim kia không chịu bay đi đâu, mà chỉ đậu ở bên cây hoa đổ, cất tiếng hót như tiếng kêu than đầy tuyệt vọng. Và cũng từ đó, loài hoa rực rỡ nơi rừng xanh được mọi người gọi là hoa đổ quyên, để tưởng nhớ cho một mối tình chung thủy. Sự tích vết trắng dưới cổ trâu. Ngày xưa, ở một làng nọ, có một chàng trai hiền lành tên là Trà Lớ. Trà Lớ mồ côi từ bé, sống lủi thủi trong túp lều tranh rách nát. Cậu phải làm quần quật quanh năm suốt tháng mà vẫn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Đánh nó đi, con chó hoang, trời nó không dám đến đây nữa. Nè, tránh ra, sao lại đánh con chó tội nghiệp thế này chứ? Ăn đi, tao nghèo nhưng sẽ cố san sẻ bát cơm với mày. Người tốt ơi, xin mời người vào ăn cơm cho tôi biết mặt và được cảm tạ người. Rất nhiều ngày sau, Trà Lớ đi làm về đều thấy cơm canh sắp sẵn trên chiếc chõng tre. Chàng càng ngạc nhiên hơn
và quyết tâm tìm ra người tốt bụng đã giúp chàng. Chàng sắp về rồi, phải nấu cơm ngon để đợi chàng. Thì ra nàng là người tốt đã nấu cơm cho ta trong nhiều ngày qua. Vì sao lại giúp ta như vậy chứ? Em vốn là con gái một vị thần trên trời, nhưng đã phạm lỗi nặng nên bị phạt xuống trần gian. Này chàng đã cứu em, em nguyện đến ở bên chàng trả ơn này. Không, không được đâu. Tôi xấu người, lại mồ côi, nhà thì nghèo, làm sao nên vợ nên chồng cùng nàng được. Chàng không xấu người, chàng hiền lành, tốt bụng, biết thương người khác. Chàng đẹp hơn rất nhiều người. Chỉ sống bên người tốt như chàng mới giúp ta thoát khỏi hình phạt thôi. Nhưng ta chỉ sợ nàng phải chịu thiệt thòi, khổ cực mà thôi. Vậy là từ đó, cô gái trở thành vợ chàng, ngày ngày bên cạnh, nâng khăn sửa túi cho chàng. Ngày mai, chàng hãy đi chọn một chỗ đất để làm nhà. Nhà này bé quá, ta phải làm nhà to hơn. Cả chuồng gà, chuồng lợn, chuồng trâu nữa. Chỉ một đêm, em sẽ làm được thôi. Nghe nàng nói, tôi thấy lạ tai lắm. Nhà mình nghèo, gió tha hồ vào không vướng, lấy đâu ra của chìm của nổi mà làm nhà. Chàng không phải bận tâm, rồi đâu sẽ vào đấy cả mà. Tôi đã cắm cọc bao quanh miếng đất này, có đủ cả nền nhà, nền chuồng trâu, chuồng lợn như lời nàng dặn hôm qua rồi. Đêm nay sẽ có mưa to gió lớn, nhưng chàng cứ nhắm mắt ngủ yên, đừng có sợ nha. Và nhớ đừng có mở mắt nhìn, kẻo là hỏng việc đó. Trời ơi, chuyện gì thế này? Khi bị phạt đầy xuống trần gian, mẹ em đã xin nhà trời cho em được giữ lại hai phép màu. Em đã hứa chỉ dùng phép màu này với người nào đã cứu em. Cảm ơn nàng, ta mơ cũng không được sống trong cảnh sung túc này. Trời ơi, nhờ cứu một con chó mà cậu ấy được trả ơn như vậy. Nhà đó bây giờ trâu bò gà lợn hàng đàn rồi, cũng xứng đáng thôi. Tốt bụng được trả ơn đấy. Bọn ta không tin, làm gì có chuyện đó chứ. Dạ đúng rồi, chúng ta phải đến xem thực hư thế nào. Quả đúng như thế, ta phải nghĩ cách cướp đoạt nhà đó. Trà Lơ à, giàu có thế này mà lấy một người vợ xuất thân không rõ gốc tích. Người trong làng đang đồn ầm cô ấy là do một con chó biến thành. Sao mày không đuổi quách vợ mày đi? Tao sẽ gả con gái đẹp của tao cho mày. Nè, tôi không cần con gái của ông, tôi chỉ cần sống với vợ của tôi mà thôi. Hôm nay chàng buồn rồi, chàng có chuyện gì nói cho em biết đi, Trà Lơ. Nhiều ngày, nhiều đêm, hôm nào, lão phú hộ và tên đầy tớ cũng tìm cách gặp Trà Lớ để nói xấu về vợ cậu. Như nước mài hòn đá, dần dần, lòng Trà Lớ thay đổi. Trước kia chàng thương vợ là thế, giờ đây, cứ nhìn thấy vợ là chàng hằn học khó chịu. Ta đi ngang qua, bị một con ong đất đốt vào sau lưng, xin cô giúp ta đắp lá lên chỗ ong đốt được không? Nhà ta không có ai ở nhà, ta sợ mọi người hiểu lầm, không tiện giúp. Xin cô hãy giúp ta, ta sắp chết rồi. Vậy xin ra ngoài sân, ta đắp thuốc cho. Ta biết ngay. Cô thật xấu tính xấu nết, ta không ngờ cô lại lăng nhăng với nó. Cô đi ra khỏi nhà này ngay. Chàng, không phải như chàng thấy đâu. Cô đừng chần chờ nữa, đi ngay đi. Tôi không muốn trông thấy cô. Bấy lâu nay, tôi vì cô mà đã phải chịu bao nhiêu lời bàn tán giễu cợt của người làng rồi. Đúng như kế hoạch của ta. Chàng nghĩ lại đi, đừng suy nghĩ điều trái, điều ác nữa. Đời chàng nghèo khổ nhiều rồi. Lúc đầu em thấy chàng tốt bụng, em muốn giúp chàng đỡ khổ. Này chàng đã bị bọn xấu làm u mê. Em nói chàng hay, em đi rồi chàng sẽ không được như vậy nữa. Lúc đó chàng hối hận cũng không kịp đâu. Thôi đừng nói nhiều nữa, cô mau bước ra khỏi cái nhà này đi.
Ôi, không, sao mọi thứ lại biến đi hết thế này? Không được, tài sản của ta. Hắn đã mất hết rồi. Hắn đã trở về nghèo khó hơn, không sánh được với ta nữa rồi. Cũng chỉ vì nghe lời kẻ xấu mà ta mất cả người vợ đẹp, mất cả gia tài rồi. Trà Lớ chết đi, biến thành con Thạch Sùng. Ngày nay, Thạch Sùng hay tắt lưỡi bởi nó tiếc người vợ đẹp và tài sản đã mất. Và chiếc khăn mà Trà Lớ dùng để giữ con trâu đã dính liền vào da, biến thành một vệt trắng dưới cổ trâu như chúng ta thấy ngày nay. Món quà của vua Thủy Tề. Ngày xưa, từ khi loài vật còn biết nói tiếng người, có một chàng trai tên là Iris, mồ côi từ bé, nhưng tính tình lại thật thà, tốt bụng và hiền lành. Hằng ngày, chàng vẫn thường vào rừng đi đào củ mài để kiếm sống. Một hôm, như thường ngày, chàng vào rừng đào củ mài, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc bẫy. Là một con rắn nhỏ, tội nghiệp cho mày quá, để tao cứu mày nha. Những đám viên gai này sắc nhọn quá. Mài quá gỡ được rồi, nhưng mày cũng bị thương, cố chịu đau một chút nha. Tao đưa mày về nhà đắp thuốc là khỏi ngay thôi. Vết thương của mày cũng sắp lành rồi đấy, chịu khó thì mấy hôm nữa là khỏi hẳn ngay thôi. Ngày lại ngày, Iris tận tình chăm sóc rắn, cho đến khi vết thương lành hẳn, rắn ở lại nhà của Iris, bầu bạn cùng chàng và những người bạn nhỏ trong nhà. Cuộc sống bình yên cứ như thế trôi đi cho đến một ngày. Anh Iris này. Rõ ràng là mình nghe có tiếng ai gọi mình mà nhỉ? Là em mà anh Iris ơi. Là em ư? Vâng, là em. Em vốn là con trai của vua Thủy Tề, vì mãi chơi nên mới bị mắc bẫy. Mày còn cứu giúp lại được vui sống cùng anh và các bạn thế này, em lấy làm sung sướng lắm. Thì ra là vậy, sao bây giờ em mới nói anh biết? Vì em muốn được ở chơi lâu hơn với anh ấy mà. Nay em có ý định về nhà, nên mới cất lời muốn mời anh về nhà em chơi một chuyến. Anh về cùng em nha, chắc chắn cha em sẽ rất vui mừng được đón tiếp anh đấy. Các bạn ở nhà trông nom nhà cửa nha, để ta đi cùng với rắn một chuyến xem sao. Cảm tạ tấm lòng tốt bụng của ngươi đã ra tay cứu con trai ta. Này con trai ta, mời được ngươi về đây thì hãy lưu lại sống cùng chúng ta. Ở dưới này không thiếu một thứ gì, ngươi sẽ được sống một cuộc đời sung sướng. Quả thật khi xuống đây thần bị hoa mắt bởi vẻ đẹp và sự xa hoa tráng lệ của thủy cung. Nhưng mặt đất mới chính là cuộc sống của thần. Dù nghèo khó vất vả, nhưng thần vẫn muốn ở nhà của mình hơn. Thần chỉ ở lại chơi vài ngày rồi xin phép đức vua cho thần trở về nhà. Còn quá là may mắn mới gặp được người tốt thế này cứu và cứu mang. Ta nghĩ mãi vẫn chưa ra thứ gì thật giá trị để đền đáp xứng đáng cho chàng trai trẻ này. Theo con nên thế nào? Thưa cha, con thấy anh đã đến tuổi lấy vợ mà vẫn sống cô đơn một mình. Chi bằng cha hãy gả chị gái con cho anh và ban tặng anh chiếc quạt thần. Có quạt thần trong tay sẽ giúp cho cuộc sống của anh chị luôn ấm no đủ đầy. Điều đấy cũng làm cha an tâm hơn mà. Có thế mà ta không nghĩ ra. Ý kiến hay lắm, gặp người tốt thế này quả là xứng đáng với chị gái của con. Ta thấy ngươi cũng hiền lành, lương thiện, lại không tham lam. Vậy ta có ý muốn gả công chúa Thủy Tề cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Dạ thưa đức vua, nếu có được đặc ân đó, thần vô cùng cảm tạ. Chỉ là cuộc sống của thần trên mặt đất rất bình dân, cơ hàng e rằng công chúa Thủy Tề sẽ trăm bề vất vả. Ngươi khỏi phải e ngại, ta ban cho ngươi chiếc quạt thần cũng coi như là món quà cưới ta tặng cho hai con. Có chiếc quạt thần, con sẽ có được cuộc sống đủ đầy. Và hãy nhớ, nếu quạt một cái thì mọi ước muốn sẽ thành hiện thực, quạt hai cái thì tức là mọi ước muốn đều tiêu tan. Tạ ơn đặc ân của người ạ. Nhờ sự chân chất, thật thà, lương thiện mà Iris được vua Thủy Tề gả con gái và ban tặng chiếc quạt thần có phép màu, cầu được ước thấy. Chàng đưa công chúa trở về nhà và dùng chiếc quạt thần làm phép biến túp lều của mình thành ngôi nhà khang trang đẹp đẽ. Từ đó, hai người sống bên nhau bình yên,
hạnh phúc. Có chiếc quạt thần trong tay, Iris không quản ngại giúp đỡ những người dân nghèo. Chàng đối tốt với tất thảy mọi người xung quanh, kể cả với những con vật nhỏ bé được nuôi nấng trong nhà. Đáp lại, ai ai cũng đem lòng yêu mến vợ chồng Iris tốt bụng và hiền hòa. Tên mồ côi khố rách áo ôm Iris ở làng bên bỗng chốc trở nên giàu có. Con vợ đẹp lại được dân làng yêu quý. Hóa ra là nó có chiếc quạt thần trong tay. Ta nhất định phải có được thứ quý giá đó của hắn. Ngày mai thằng Iris xuống núi, chúng bay phải nhân dịp này xông vào cướp hết của cải nhà nó, bắt cả vợ hắn và mang chiếc quạt thần về cho ta. Tôn lệnh. Thả ra, thả ta ra, thả ta ra, lũ độc ác bất lương kia. Iris, Iris ơi, chàng ở đâu? Hãy mau về cứu thiếp đi. Thả ra. Từ giờ ta sẽ có vợ đẹp, lại có cả chiếc quạt thần trong tay, thì ta sẽ có một cuộc sống xa hoa, khác gì các bậc đế vương. Mình ơi, mình đâu rồi? Trời ơi, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ông chủ ơi, chúng tôi phận bé không cứu được bà chủ, vì bọn bồ tao đông quá, hung dữ quá. Bồ tao tàn ác, ta phải đi cứu vợ ta ngay mới được. Ông chủ, hãy cho chúng tôi đi theo với. Nhưng các ngươi sức phốc nhỏ bé, chỉ e chuyến này đi lành ít dữ nhiều. Chúng tôi chẳng nề hà gì, ông cứ cho chúng tôi theo cùng, có thể giúp ích cho ông điều gì. Các bạn yêu quý hãy nhìn xem, tình bồ tao tàn độc còn biến những người dân hiền lành của chúng ta làm nô lệ phục vụ cho hắn. Giờ thì ta cần sự giúp đỡ của các bạn. Các bạn có sẵn sàng không? Chúng tôi sẵn sàng. Bồ tàu nham hiểm, chúng lại đông người. Nếu đấu sức với chúng, chúng ta sẽ không thể thắng nổi. Chỉ có cách chúng ta cùng chung sức và nghĩ cách đấu trí với hắn mà thôi. Có lẽ chiếc quạt thần được cất giấu trong chiếc hòm gỗ kia. Các con vật nghe theo lời căn dặn của Iris. Mỗi con đều lo đi làm phần việc của mình. Chó mèo gây ồn ào để đánh lừa sự chú ý của bồ tao, giúp cho chuột và nhím đục hòm lấy quạt thần. Ồn ào quá, cút ngay. Tên Iris khốn kiếp, mày dám đến đây ăn trộm quạt thần của ta. Hả? Chị thế này. Vợ chồng Iris đã trao trả lại chiếc quạt thần cho thủy cung. Phòng hờ lại có kẻ khác nổi lòng tham muốn chiếm đoạt. Từ đó về sau, chàng Iris và vợ quay trở lại với cuộc sống lao động trước đây. Dù có khó khăn, nhưng căn nhà của Iris lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Lòng tốt không đúng chỗ. Sư phụ để cái đèn chiếu thu nhỏ đâu rồi nhỉ? Hôm sinh nhật mình phải cần nó. À, hay ở dưới hầm nhỉ? Phải rồi, mình phải xuống tìm thôi. Thầy để ở đâu nhỉ? Đã tìm thấy. Cái này trông bé vậy thôi, chứ nó chiếu sáng còn hơn cả đèn pha ngoài quảng trường. Ôi trời ơi, cái đèn pin bị rơi hỏng rồi. Tối quá, mình chẳng thấy gì hết. Không phải cái đèn pin rồi, cái gì thế? Máy phát hiện sự thật. Phải tìm gì đó để thử cái máy phát hiện sự thật này xem thế nào mới được. Dây trắng à, có chuyện gì mà trông cậu buồn vậy? À tớ bị ai đó đánh cắp chiếc khăn len mượn của bạn hô sao rồi. Tớ không biết phải ăn nói với bạn ấy sao đây nữa. Có chắc không? Cậu có nhớ lần cuối cậu mang nó đi chỗ nào không? Rõ ràng tớ đeo nó đến dự lễ hội mùa xuân mà. Trong lúc tớ đang mãi xem, chắc chắn có ai đó lợi dụng lúc đông đúc để rút chiếc khăn trên cổ tớ trong lúc tớ không để ý rồi. Đã đến lúc dùng thử cái máy phát hiện sự thật mình mới tìm được này rồi. Phải thử xem mới được. Hãy tìm ra sự thật, ai đã đánh cắp chiếc khăn của dây trắng. Cậu đang làm gì vậy? Không tìm ra đối tượng, vui lòng đặt câu hỏi khác. Cái máy này bị hỏng rồi à. Hồi nay cậu đang dùng cái gì thế? Máy phát hiện sự thật. Tớ thấy nó ở trong hầm nhà sư phụ tớ. Nó hỏng rồi. Thảo nào nó bị bỏ quên ở trong hầm. Mà thôi, thử lại lần nữa xem sao.
Hãy tìm ra sự thật chiếc khăn len đang ở đâu. Ôi, đúng rồi, tao quên mất. Trước khi đến lễ hội mùa xuân, tớ đi dừng lại ở con suối này rửa mặt và đã cởi khăn ra treo lên cành cây. Ê trời ạ, tớ đản trí quá chừng. Tuyệt quá, thì ra nó vẫn còn dùng tốt. Lần đầu tiên tớ hỏi, nó báo là không tìm ra đối tượng vì không ai lấy khăn của cậu cả. Đi, chúng ta đến bờ suối xem chiếc khăn còn đó không. Chiếc bảo bối của cậu thật là quá tuyệt vời. Có nó, từ nay mọi sự thật không thể giấu qua mắt cậu nữa. Từ nay muốn biết sự thật gì thì cứ gọi tớ. Bảo bối này thật là hay, mình sẽ biết được nhiều sự thật hơn nữa. Sóc đỏ và thỏ xám, dạo này chơi thân với nhau cơ à. Ngày trước mình còn nghe cậu ta nói xấu sóc đỏ ghê lắm cơ mà. Mình phải cho sóc đỏ biết bản chất của thỏ xám mới được. Quả này ngon này, cậu ăn đi. Cảm ơn cậu. Sóc đỏ ơi, lại đây, tớ bảo cái này. Gấu con, có chuyện gì thế? Thì cậu cứ lại đây với tớ, mình sóc đỏ thôi nha. Có chuyện gì mà cậu ấy ra vẻ bí mật thế không biết. Thôi, đợi tớ một chút, tớ ra chỗ gấu con xem có chuyện gì nha. Ừ, cậu cứ đi đi. Tớ ghét sóc đỏ, cậu ta luôn tỏ ra mình thân thiện, nhưng thực chất là cậu ta rất ích kỷ và tính toán. Tớ sẽ chẳng bao giờ làm bạn với cậu ta cả. Đấy, cậu thấy chưa? Không ngờ, cậu ta thật quá đáng. Cậu là người bạn tôi, cậu nói xấu tớ, coi thường tớ. Vậy mà tớ lại đi xem cậu như bạn thân của mình. Từ giờ đừng có tìm tớ nữa. Chúng ta từ nay coi như không quen biết nhau. Sóc đỏ, cậu... Sao cậu lại làm thế hả gấu con? Tớ thật sự rất quý sóc đỏ. Cậu ấy là bạn thân nhất của tớ mà. Cậu nói dối, trước đây cậu đã nói xấu cậu ấy cơ mà. Bởi vì ngày trước tớ hiểu lầm sóc đỏ nên tớ mới vậy. Tớ đã rất hối hận về điều này rồi mà. Gấu con, có chuyện gì thế? Sư phụ về rồi ạ. Sư phụ đang hỏi con đã làm gì mà bạn thỏ xám lại khóc cơ mà. Dạ, con thấy cái máy này trong hầm nhà mình. Con đã thử và đã giúp bạn dây trắng tìm ra chiếc khăn. Lần này con đang dùng nó để giúp bạn sóc đỏ nhìn ra sự thật. Con... Trời ơi, nó đã mất cách đây mấy năm. Sư phụ đã tìm nó rất nhiều lần mà vẫn không thấy. Con thật là tùy tiện. Sao con lại tùy tiện dùng đồ phép khi thầy chưa cho phép hả? Con có biết cái này không được phép dùng trong đời thực hay không? Dạ, con... Thỏ xá mà, ta hiểu cháu. Dù trước đây cháu có thành kiến với sóc đỏ, nhưng bây giờ thì tình bạn của cháu đối với sóc đỏ là thật lòng. Gấu con đã không hiểu điều đó, nên đã làm tổn hại đến tình bạn của các cháu. Gấu con, không mau xin lỗi bạn đi, còn làm gì nữa? Tớ xin lỗi thỏ xám. Tớ sẽ đi tìm sóc đỏ để nói rõ sự thật, không để cậu ấy hiểu lầm cậu nữa. Thật chứ, tớ cũng hy vọng thế. Nếu như chiếc máy này không bị thất lạc thì ta đã làm việc này từ lâu rồi. Con có biết tại sao ta kiên quyết phá bỏ chiếc máy này đi không? Dạ không ạ. Mấy năm trước khi ta phát minh ra cái máy này, ta đã rất vui vì nghĩ rằng đã phát minh ra được một công cụ để hóa giải mọi bí mật và lừa dối trên đời này. Thế nhưng đến khi ứng dụng nó, ta mới biết nó là một sai lầm khủng khiếp. Mặt tốt của nó rất ít, còn lại nó chỉ mang lại điều tiêu cực mà thôi. Sống trên đời, nếu chúng ta biết hết mọi sự thật, chúng ta sẽ không còn vui vẻ nữa. Nó chỉ làm tổn thương và hoài nghi lẫn nhau thôi. Nhiều sự việc nó chỉ đúng tại một thời điểm thôi. Có thể sự thật hôm nay nó là thế này, nhưng tương lai nó lại là khác. Cũng giống như trường hợp vừa rồi, con hiểu không? Vâng ạ. Từ nay, đừng có tùy tiện dùng các máy phép thuật khi còn chưa có kiến thức về nó, nghe không? Vâng, thưa sư phụ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.